vào lòng. Anh cuốc vườn rau, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu vẽ mắt. Gió sao áo bèo, anh thương em. Không kể là giàu nghèo, miền Giam tình đặc rất kêu. Núi cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội, vạn đeo em cùng qua. Gió lay cánh đá, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dâm miếng trầu cay, một muỗng cau trắng, một muỗng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một tấm lều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời xuân vậy thì đâu khó chi lập biển và trời. Gió sao áo bèo, anh thương em. Không kể là giàu nghèo, miền Giang tình đặng sơn kêu. Núi cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội, vạn đeo em cùng qua. Gió lay cánh đá, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dâm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một tấm lều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời xuân vậy thì đâu khó chi lập biển và trời. Ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời xuân vậy thì đâu có chi lập biển và trời. Ngày hội năm xưa năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sáng tìm miếng trầu anh nhận năm ấy để hôm nay anh đến tìm em. Hội làng đông vui là thế mà sao em vẫn đứng
một trăng tròn bây chừ
nên nghĩa vợ chồng. Quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu, cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu. Em đẹp như trăng, ấm trăng tròn chiếu mãi đời anh. Mãi đời sau mong tình đậm sâu, con đàn trao đông yêu vui gia đạo nhà mình vui lắm. Rót nhau chung rượu ta cùng chúc mừng ngày vui, chúc cho hai họ dấu hiền rể cùng vẹn toàn. Hát vang chúc mừng, mừng cho đôi lứa ngày vui. Từng lời đã trao hãy yêu thương đến lời đã trao.
Hỡi ru hỡi, ơ
biển âu, ai ngước lên nhan nghe theo câu hát ru con tìm về, đi theo câu hát ru con tìm về là hơi ru hơi hơi ru hơi là hơi ru hơi hơi ru hơi tìm về lời ru có ca nhăn nhủ ai có ngọt bùi còn nhớ đắng cay tìm về lời ru con tìm về, đi theo câu hát ru con tìm về. Thank you.
Xin cảm ơn lời giới thiệu của MC rất là nhiệt tình. Lần đầu tiên cho phép thanh niên gửi tới tất cả quý hội hôn có một lời chúc sức khỏe thật lòng nhiệt. Chúc tất cả các đại gia đình nhà mình có một bữa tiệc thưởng thức văn nghệ thật là hoành tráng ạ. Mặc dù hát không hay nhưng mà ngày vui của các cháu thì phải hát thôi. Thế là em nói chung là mặc dù là xa quê nhưng mà vẫn nhớ về quê hương. Những bài hát về quê hương thì mình không thể quên được. Và ca khúc đầu tiên thanh niên xin gửi tới tất cả quý hội hôn của ca khúc về quê hương của Thái Bình, ca khúc hát về cây lúa hôm nay. Xin cả nhà mình cho chàng con tay ứng trước được không ạ? Dạ. Tôi hát bài ca người ta cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặp tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa gầy trong gió bấc, chân nổi bụi sâu dưới trời mưa phùn. Hãy quê hương vô về yêu thương, vì không có đất, vì nước đã mất cho đến hôm nay. Những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái xe ngồi máy cấy. Chiếc cầu tre tranh danh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc lòng. Người yêu
Dạ. Hát bài. Để ca khúc thứ hai đi. Ca khúc thứ hai, một ca khúc tên bà tuổi trẻ một tí. Ca khúc Cầu Vồng Sau Mưa đi. Vấn đề ngày vui của các cháu này dù hay dù dở thôi, mình cứ lên tham gia cho nó vui. Xin phép các cô các ông bà này dù hay dù dở các bà các cô các ông bà cứ cho chàng pháo tay này cổ vũ được không ạ? Thank you.
À, phiếu hơn nha. Nghe nhầm bên này chắc em gì. Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời thưa quý vị. Vô rồi thì cô chú quý vị, anh chị, chú ngon bạn, chúng ta quay trở lại với giọng ca của người chú ruột của cô dâu Phương Thảo, đó là chú Luyện, với những ca khúc tình khúc để chúc phúc từng nay cho hai cháu của mình. Và sau này thì cũng đỡ lời cho gia đình, đỡ lời cho ban tổ chức thì sẽ được trân trọng và kính mời từ làm quen với giọng ca của Minh Hằng với những ca khúc tình khúc để chúc phúc từng nay cho cô dâu và chú rể trong buổi tối hôm nay. Xin mời Minh Hằng trở lại với sân khấu. Dạ vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị, vừa để trở lại cho Văn Nghệ chúc mừng những phút cho đời duyên mới. Hà Sina kính chuyển tới quý vị nhạc phẩm mang tên là Thuyền Hoa. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe. Ông thơ và nguyện sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cao trào quả hơi đất xưa, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúng cho hạnh phúc vợ chồng mẹ tôi. Chúng nhau nặng nghĩa phu thê, chúng nhau lòng ấm. Ngày thanh hôn có một người yêu mãi một trên sông dài. Mừng ngày thanh hôn có một người chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thanh hôn có một người yêu mãi một người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em về cho bên người thuyền hoa ơi chứ dừng đây thôi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và để đáp lại tất cả tình cảm quý vị, một ca khúc tiếp theo Thanh Hằng xin kính chuyển tới quý vị một nhạc phẩm mang tên Khách Đến Chơi Nhà. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe. Chén trà mời nhau, giọt lời hát gió chén trà mời nhau. Mời anh xem một miếng trầu cho rằng vẫn biến qua cầu gió bay. Xa em đừng hát hay, xa em đừng nền nã, đừng ao tư thân, đừng ăn bó hoa, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Quý vị, hát lên đi cho tan mưa tan gió, cho cuộc vui này thỏa mãn lòng nhau, cho bến sông kia yên bóng đôi bờ, cho hạnh phúc lờ đầy hoa kết trái, hạnh phúc đó tương lai đó để đọc bằng ngưỡng cửa của tình yêu. Một lần nữa thay lời cho gia đình, đỡ lời cho đôi duyên mới, xin mời quý vị cùng tự nhiên ngồi sát lại với nhau thêm một chút nữa, cùng trao cho nhau hơi ấm của tình bạn, hơi thở của tình yêu, và cùng nhau ngất ngây trong men say của tình ái. Sau vâng, kính thưa thật gửi quý vị, giờ phút này xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu của tình yêu. Và tiếp tục đến với giọng ca của nữ ca sĩ Mai Kiều Trinh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, và kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi những tiết mục giao lưu của quý vị trở về sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay với lời ca tiếng hát của mình để chúc phúc cho gia đình nhà gái chúng tôi, thì một lần nữa cho phép Kiều Trinh trở lại và gửi tới quý vị một sáng tác được mang tên Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Xin mời quý vị cùng tự nhiên và thưởng thức. Thank you.
đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Chờ nhau lòng khát khao hạnh phúc, họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có vâng. Và kính thưa quý vị, mùa xuân thì
Một năm thì có bốn mùa xuân hạ thu đông, và có lẽ mùa xuân là một mùa đẹp nhất, mùa cây trái đâm hoa nảy nở, mùa của đôi lứa yêu nhau. Và kính thưa quý vị, chúng tôi thay mặt gia đình nhà cô dâu trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều ngày hôm nay đã bớt chút thời gian công việc của mình và cùng trở về đây chung vui chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Và một ca khúc tiếp theo cho phép những người làm chương trình xin đỡ lời gia đình nhà gái được gửi tặng tới quý vị, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc được mang tên Biển Tình. Xin mời quý vị cùng tự nhiên và thưởng thức. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà cũng qua. Biển không biết giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm trăng nhô lên cao, trăng cao trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say. Bâng khuâng biển xanh cát trắng.
Vâng ạ, rất tuyệt vời thưa quý vị. Vừa rồi thì cô chú quý vị, anh chị cũng như các bạn sẽ tục quay trở lại với giọng ca của em gái Kiều Trinh với những ca khúc tình khúc để chúc phúc tương lai cho Phương Thảo và chúng Đức trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây thì cũng đỡ lời cho gia đình, đỡ lời cho ban tổ chức thì sẽ được trân trọng và kính mời tới quý vị đại biểu, tuần ký khách cùng toàn thể cô chú quý vị, anh chị cũng như bạn. Chúng ta đã trở về đây, minh chứng cho một tình yêu lên ngôi và mừng cho một tổ ấm nhỏ sinh đã chờ đời. Thì cũng xin được trịnh trọng và kính mời cô chú quý vị, anh chị cũng như bạn. Chúng ta tiếp tục sửa xe châu, vẫn tục quay trở lại với Trang Văn Nghệ, giọng ca của chàng trai trẻ Quang Hai. Xin phép gửi tới cô chú quý vị, anh chị bạn những ca khúc, tình khúc để chúc phúc tương lai cho em của mình. Xin mời. Vâng, lời đầu tiên cho Vết Sinh Nhật 2 xin gửi tới toàn thể quý phụ huynh một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Và sau đây để chúc mừng trăm năm hạnh phúc dành cho hai anh chị, cháu xin gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể mọi người có mặt trong hội hôn một ca khúc mang tựa đề Cung Đàn Mùa Xuân. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ạ. Cảm ơn rất nhiều. Đã so dày cũng đàn đã nửa tim mơ mơ, đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ, bình minh chiến thắng gieo ca xuân về non nước bao la, mong sông ta hương giữa trời ấy, anh bưng ngọn đèn, anh che ngọn gió, anh lưng mầm nổi em chuốt lăng ca. Đàn đã nửa tim mơ, đất nước mình xôn xao mùa vui đã nở rộ, mình chiến thắng gieo ca xuân về non nước bao la, mầm sông ta hương giữa đời ấy, anh bưng ngọn đèn, anh che ngọn gió, anh lưng mầm trội em chuốt lắng bàng vui này. Vừa rồi thì cô chú quý vị, anh chị cũng như các bạn chúng ta quay trở lại với giọng ca của chàng trai trẻ Nhất Hai, là người em trai của cô dâu Phương Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ phút này đi thì cũng đỡ lời cho gia đình cũng như ban tổ chức thì sẽ được trân trọng và kính mời tới quý vị đại biểu, tân kỳ khách cùng toàn thể cô chú quý vị, anh chị cũng như các bạn. Chúng ta tiếp tục sửa xe sâu và xin được kính chuyển lời mời tới quý vị đại biểu, tân kỳ khách cùng toàn thể cô chú quý vị, anh chị cũng như bạn. Chúng ta mạnh dạn nên đăng ký cùng với ban tổ chúng tôi những ca khúc, tình khúc mới nhất năm 2020 để cùng chúc phúc tương lai cho cô dâu và chú rể trong buổi tối hôm nay ạ.
Xin mời chàng trai nào ạ? Vâng ạ, và để liên tục quay trở lại với Trần Văn Nghệ thì xin mời giọng ca của chàng trai trẻ anh Tuấn trở lại với sân khấu ạ. Cũng như bạn, chúng ta tiếp tục đến và trở lại và làm quen với Kiều Trinh với những ca khúc tình khúc để chúc phúc tương lai cho cô dâu và chú rể. Chân thành cảm ơn anh rất nhiều đã trở lại sân khấu phù họa với một ca khúc được mang tên Tình Xót Xa Thôi. Vâng, và kính thưa quý vị xuyên suốt từ đầu chương trình tới giờ thì quý vị đã được lắng nghe rất nhiều ca khúc ca ngợi về tình yêu đôi lứa, tình yêu đất nước, tình yêu con người của những anh em nghệ sĩ tới từ trung tâm tổ chức sự kiện Đoàn Dự đã trở về trong buổi tối ngày hôm nay, gửi tặng toàn thể quý vị và chúc phúc cho cô dâu Phương Thảo cũng như chú rể Trung Đức. Và một ca khúc tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, một sáng tác nhạc trẻ
khá là nhẹ nhàng và quen thuộc với các bạn trẻ. Một sáng tác xin được gửi tặng tới quý vị, Ánh Nắng của anh. Xin mời quý vị cùng tự nhiên và thưởng thức. Trở lại với Trăm Nghệ sẽ là một giọng ca hết sức Việt trong buổi tối hôm nay. Giọng ca của người anh trai của cô dâu Phương Thảo. Dạ vâng, xin mời Trọng Đại trở lại với sân khấu với những ca khúc tình khúc để chúc phúc tương lai cho hai em của mình. Xin mời. Chúc mừng hạnh phúc cho hai em, anh xin hát bài Tình Ca Biển Bạc Đồng Xanh ạ. Thank you.
đèn anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi cứ đại chi mưa gió ơ hò trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió. Anh nhớ đồng nàng quê cánh cò bay trên thảm lụa đời tự do ôi chan chứa bao tình. Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ hò. Cuồng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thấm canh ngày chi mưa nắng ơ hò ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra ngày đêm để màu da anh nắng sạm, hỏi mà chỉ sao em cứ bông đùa. Thuyền anh mãi về cho cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò. Cá bạc đầy khoang để màu da anh dám hồng, lúa vàng chiều bông cho má em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh màu, cho thuyền vượt biển dầu muốn trùng mà băng qua. Ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu ngại chi mưa gió ơ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió, anh nhớ đồng nàng quê cánh cò bay trên thảm lụa đời tự do ôi chan chứa bao tình. Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thấm canh em ngoài chi mưa gió ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra ngày đêm để màu da anh nắng sạm, hỏi mà chỉ sao em cứ bông đùa. Thuyền anh mãi về cho cá bà đầy khoang ơ hò cá bà đầy khoang để màu da anh nắng hồng, chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh màu, cho thuyền vượt biển dầu quân trùng mà băng qua ơ hò. Ta vun trồng hò ơ hò lời biển khơi kéo lưới vào ơ.
bạn nữ
nâng ly, ta cùng nâng ly, để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi. Vô nè. Một, hai, ba, vô. Đám cưới, đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, chú rể là ai? Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Thiếp cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ, bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, chú rể là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Chàng tình yêu mình chia sớt bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Hey,
yêu nhau sáng chơi cửa chơi nhà, cho thầy là thầy mẹ biết đi để đuốc hoa chứ hoa định ngày. Tình à tình, tình 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 tình, à hồi hà, ư hồi hư là ư. Rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và có lẽ một không khí lễ hội đang diễn ra tại hội trường cưới tiệc cưới từ sân gia đình nhà gái nhà cô Phương Thảo trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng lời đầu tiên thay lời cho gia đình, thay lời cho ban tổ chức, chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng cô chú quý vị, anh chị cũng như các bạn, chúng ta đến với lễ vô quy mừng hạnh phúc chúc tương lai của anh chàng hot boy Trung Đức sánh duyên cùng cô làng hot girl Phương Thảo trong buổi trưa hôm nay. Xin quý vị dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ?
Sơ vâng, thưa cô chú quý vị, anh chị bạn trẻ làm nữ thanh niên rất trân trọng và kính mến. Đôi bạn trẻ của chúng tôi đến ngày đây, họ đang sắp đôi đầu, đang kể nhau đôi ngực, đang trượt nhau đôi mái tóc ngắn dài, nhưng cánh tay đang quấn rít đôi vai và họ đang dâng cả tình yêu nên sóng mắt. Thật vậy thưa quý vị, được sự nhất trí của đảng ủy chính quyền địa phương hai mảnh đất Việt Thuận Vũ Thư cũng mảnh đất Hùng Dũng Ngà thân yêu của chúng tôi, được sự tác hợp của hai bên gia đình cũng như sự vun vén nhiệt thành của bộ bạn trẻ nam nữ thanh niên Sài Gòn, thì ngày hôm nay thưa quý vị, ngày 22 tháng 7 năm 2020 và cũng là ngày 2 tháng 6 năm Canh Tý, đôi bạn trẻ của chúng tôi họ đã chính thức dắt tay nhau để sum họp chúc mai và kể từ ngày hôm nay họ sẽ có nhau trong cuộc đời sớm tối. Minh chứng rằng trên những chặng nước tiệc nước của gia đình nhà gái, nhà cô Dương Phương Thảo của chúng tôi đây là những hoạt vui tươi, những nụ cười rạng rỡ. Và để đáp lại những tấm lòng vàng ngọc của cô chú quý vị, anh chị cũng như các bạn, thì đôi bạn trẻ của chúng tôi họ có nhà ý đi đến từng bàn một trực tiếp mời nước mời thưa quý vị. Nhưng vì được còn hợp trường cưới của gia đình nhà gái chúng tôi có hơi chật chội một chút xíu, hai bạn chỉ xin phép đứng dậy cúi chào ra mắt và thay cho lời cảm ơn. Hai bạn chúng ta cùng nhau đứng dậy cúi chào ra mắt và thay cho lời cảm ơn, cũng như hai bà thông gia chúng ta cùng nhau đứng dậy được không ạ? Và xin mời, giờ xin mời thì hai họ lắng nghe tiếng chuông đã đổ giờ xuyên hồng. Thay mặt cho ban tổ chức tuyên bố lễ vô quy mười phút chúc lần này của hai em Phương Thảo, Chu Đức, Chí Đức bắt đầu. Vâng, thưa cô chú quý vị, anh chị cũng như các bạn trẻ lắm nữ thanh niên rất trân trọng và kính mến. Lúc này ngoài trời ánh nắng rất là chan hòa, ở trong phòng cưới thì mặn mà niềm vui, mà vui cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, vui trọn trẻ của chúng tôi trở về lôi tổ ấm. Để rồi thưa quý vị, một tiêu mái tóc đuôi gà, hai yêu da trắng nết na dịu hiền, ba yêu mà lúm đồng tiền, bốn yêu răng trắng hạt sẵng kém thua, năm yêu mê vá thiêu thùa, sáu yêu tần tảo sớm hôm chợ chiều, bảy yêu cái nét khôn ngoan, tám yêu cái nét dịu dàng thêm yêu, chín yêu đêm qua anh Đức của chúng tôi còn là một mình, mười yêu ánh mắt đôi bạn trẻ của chúng tôi đưa tình nước nhau. Thưa quý vị, em về thì câu hát cũng về theo, điểm chừng rồi cũng phải chiều lòng nhau, bừng khuâng thì sắp qua cầu để bàn tay cho đóa lòng sao duyên tình. Và ngay sau đây xin mời cô chú quý vị, anh chị cũng như bạn chúng ta cùng nhau hướng mắt lên sân khấu này, hướng đôi tân nương, đôi tân đương ngày hôm nay, giây phút đăng quang trọng đại của cô dâu và chú rể. Xin mời bạn chúng ta cùng nhau đứng dậy và trực tiếp làm lễ trao hoa cưới cho nhau. Với thưa quý vị, tình yêu có từ nơi đâu, sao em không nói những câu anh chờ. Tình yêu có từ hôm qua, để cho anh đợi anh chờ đến ngày hôm nay. Đêm qua thì mưa thoảng gió bay, mà gió nay cảnh bạc, gió nay cảnh vàng. Đêm nay dưới ánh trăng vàng, mà anh đã có lặng bên anh. Trải qua những năm tháng khát khao và chờ đợi cho đến giờ phút này, đôi bạn trẻ của chúng tôi, họ đã chính thức ra tay nhau để sum họp chúc mai. Và kể từ ngày hôm nay, họ sẽ có nhau trong cuộc đời sớm tối. Thay mặt cho gia đình cũng như ban tổ chức thì xin chúc cho bạn được yêu nhau và yêu nhau mãi mãi. Hôm nay chúng ta dành những chào vào tay tân đồng nhiên được không ạ? Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời. Hai bạn chúng ta ngồi xuống vị trí của mình đi ạ. Thưa cô chú quý vị, anh chị và trẻ làm nữ thanh niên rất trân trọng và kính mến. Quả thật đúng là công cha thể như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đừng quên nghĩa mẹ công cha, nhiều ai mới có đôi ta trưởng thành. Có gốc thì mới có cành, nên duyên chúng mình công sinh thành ở đâu. Và từ ngữ đã có câu, cây có cội, nước có nguồn. Để chọn nghĩa vợ chồng trong ấm, ngoài êm mẫu, ngoài tắm tình về nghĩa. Nghe sau đây, ban tổ chức sẽ được trân trọng và kính mời lời phát biểu và lời xin dâu của vị đại biểu đại diện cho phía gia đình nhà trai. Xin được trân trọng và kính mời. Và chúng ta còn dành những chạm vào tay thật nồng nhiệt cho vị đại biểu đại diện cho phía gia đình nhà trai. Thưa quý vị, kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể cô dì, chú bác, nội ngoại gần xa và bạn bè của hai cháu kính mến. Hai cháu sinh ra và lớn lên tại cùng một vùng quê lúa Thái Bình yêu quý.
hai cháu trong quá trình học tập và công tác đã tìm hiểu kỹ càng, song được sự nhất trí của đôi bên gia đình cũng như hai bên họ hàng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình tổ chức lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Kính thưa các cụ, tất cả công tác phục vụ và cũng như chuẩn bị là đến giờ phút này, họ nhà trai chúng tôi đã làm thủ tục xin râu. Vậy chúng tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà cùng về hôn trường họ nhà trai chúng tôi để tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Tôi thay mặt cho họ tộc cũng như họ nhà trai xin chân thành sự đón tiếp nồng nhiệt của các cụ, các ông, các bà đối với lại phái đoàn của chúng tôi. Cuối cùng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe và thành đạt. Xin kính chào. Vâng, rất tuyệt vời thưa quý vị. Vừa rồi thì cô chú quý vị, anh chị cũng như bạn chúng ta đang nghe lời phát biểu và lời xin dâu rất là chân thành và nhiệt thành của vị đại biểu đại diện cho phía gia đình nhà trai vừa rồi. Và cũng đỡ lời cho gia đình nhà gái, đỡ lời cho bạn trẻ thì xin được kính chúc cho vị trưởng đoàn bên phía gia đình nhà trai của chúng ta sống lâu sống khỏe, trẻ không già. Chúc cho họ thông gia tình gắn kết, mãi giữ nương duyên thuở ban đầu. Để rồi kính thưa quý vị, buổi trưa ngày hôm nay, miếng trầu thì là vợ, quả câu là chồng, điếu thuốc là sợi chỉ hồng, vôi pha với nghĩa thuốc lồng với duyên. Xin mời hai họ hai bên xuôi chầu hút thuốc, lễ vô quy còn rất là dài. Thưa cô chú quý vị, anh chị cũng mà trẻ làm nữ thanh niên rất trân trọng và kính mến. Và để rồi một nét đẹp văn hóa không thể thiếu đối với hai mảnh đất, hai quê hương, đó là mảnh đất Việt Thuận Vũ Thư, cũng mảnh đất Hùng Dũng Ngà thân yêu của chúng tôi, đó là chồng chành thì như nón không quay mà như thuyền không lái, như ai chưa chồng. Vẫn tục quay trở lại với chương trình thì ban tổ chức rất là trân trọng và kính mời giới thiệu hai bà mẹ thân sinh ra chú rể Trung Đức và bà mẹ thân sinh ra cô dâu Phương Thảo. Hai cô trở lại với sân khấu để trực tiếp làm lễ trao nón còn nhé nhận dâu. Xin được trân trọng và kính mời hai em chúng ta cùng nhau đứng dậy. Tim anh thôi không lẻ loi, từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường. Nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ. Vâng, người ta thường nói rằng là lón của nhà trai còn quay của nhà gái. Xin mời người mẹ dịu hiền của cô dâu Phương Thảo sẽ thắt chặt chiếc quai nón này để thắt chặt tình thông gia, thắt chặt tình đoàn kết của hai nhà chúng ta. Và chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc phúc cho hai bên gia đình tôi. Những tràng vỗ tay thật lớn và nghĩa của quý vị được không ạ? Những tràng vỗ tay thật lớn và nghĩa của quý vị không ạ? Yêu thương như gió với mây, từng lời nói mình yêu mãi yêu đến bất tận. Thật đẹp biết bao dấu yêu mong làm sao. Thưa cô chú quý vị, anh chị mà trẻ làm nữ thanh niên rất trân trọng và kính mến. Tình yêu ơi, em là gì ta muốn hỏi, em là gió, là mây hay là suối? Khi bên em ta ngập ngừng chẳng nói, ta đợi chờ, ta mong mỏi khát khao. Và đối với tình yêu của đôi bạn trẻ của tôi thì trải qua những năm tháng khát khao và chờ đợi, có một điều hết sức đặc biệt đối với ra hai bạn trẻ trong buổi trường hôm nay, đó là tình cảm đặc biệt người mẹ dịu hiền của cô dâu Phương Thảo sẽ có món quà nhỏ hết sức là ý nghĩa trao tặng cho hai con trong buổi trường ngày hôm nay. Liên tục quay trở lại với chương trình thì ban tổ chức được trân trọng mới giới thiệu người mẹ dịu hiền của cô dâu Phương Thảo sẽ có món quà nhỏ hết sức là ý nghĩa trao tặng cho hai con của mình. Rồi mỗi khi em yêu hơn rồi và ngày em đến. Thưa quý vị, ngày vui thì pháo nổ vang trời, mẹ tặng hai đứa một lời vàng son, rằng dâu hiền dễ thảo nghe con, hoặc không cha mẹ sớm non tuổi kề. Món quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thật tài mẹ vui. Và chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn tình cảm thương những người mẹ dù hiền của cô dâu Phương Thảo trong buổi trưa nay ạ. Và tiếp theo sẽ là món quà của bác Huế. Xin mời bác Huế trở lại với sân khấu để trao món quà cho hai cháu của mình.
vị, quả thật đúng là tình cảm bác cháu thì mặn nồng, mà cháu đi lấy chồng thì bác chỉ có thế thôi. Và cũng thay mặt cho hai cháu thì bác xin tấm lòng món quà của bác Huế, những chào vỗ tay thật lớn dành cho bác Huế được không ạ? Và tiếp theo sẽ là món quà của chú Luyện, xin mời chú Luyện trở lại với sân khấu để trao món quà cho hai cháu của mình. Vâng, xin mời cả chú cả thím ạ. Rồi mỗi khi em yêu hơn rồi, và ngày em đến xua tan màn đêm bóng giá ưu phiền, cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em quay. Và cuối cùng sẽ là món quà của người anh trai của cô Dương Phương Thảo, xin mời chồng đại trở lại với sân khấu để trao món quà cho em của mình. Tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Xin mời trọng đại trở lại với sân khấu cho món quà cho em của mình. Là những tràng vỗ tay thân lớn và nghĩa của quý vị được không ạ? Dạ vâng ạ, những cái ôm rất là lồng thắm của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hai bạn chúng ta trở về vị trí của mình. Thưa cô chú quý vị, anh chị bạn trẻ làm nữ thanh niên rất trân trọng và kính mến. Vừa rồi thì đứa bạn trẻ của chúng tôi, họ đón nhận được những món quà nhỏ hết sức là ý nghĩa, mang rằng dấp cả về vật chất lẫn tinh thần. Và mong rằng hai bạn sẽ có thật nhiều được bước vào cuộc sống vợ chồng trong năm gặt hái thật nhiều thành công cũng như thật nhiều thắng lợi. Thưa cô chú quý vị, anh chị mà trẻ làm nữ thanh niên rất trân trọng và kính mến. Ngó nên mây bạc trời hồng, nắm tay hỏi thật em có bằng lòng lấy anh không. Không ngờ cô dâu Phương Thảo của chúng tôi lại trả lời rằng nếu anh có dạ thương em thì tay xinh đế để đem tới nhà. Thật vậy thưa quý vị, để cho đến ngày hôm nay, giây phút này đây, tay đã đem xính nế, nay đã hợp một nhà, đầu bái tạ nhạc ra cho con trẻ sắc cầm hòa hợp. Ngày hôm nay nương thiền cắt nhật, cha mẹ cho con về hợp cẩm thành hôn. Và cũng kể từ giây phút này thì sao ạ? Đôi bạn trẻ của chúng tôi, họ sẽ nói yêu nhau trăm bận bấy nghìn lần, và họ sẽ mặn nồng mãi mãi đêm xuân, và họ sẽ đem thương nhớ thả vào trong phòng tình ái. Và cũng có lẽ đêm hôm nay sẽ là đêm của đôi ta. Em về thì đèn bóng sáng căn nhà, cánh cửa phòng lan ra giao khẽ, mỗi bước em về trải cấm hoa. Và khi nãy thì cô chú quý vị, anh chị cũng như bạn, chúng ta đã lắng nghe lời phát biểu và lời xin dâu của vị đại biểu đại diện cho phía gia đình nhà trai vừa rồi. Còn đối gia đình nhà gái chúng tôi thì không biết nói gì hơn thưa quý vị. Đã nên tình nghĩa thông gia, bền vun bền đắp để cho con ta bằng người. Liên tục quay trở lại với chương trình thì ban tổ chức rất là trân trọng và kính mời lời phát biểu và lời cảm ơn của vị đại biểu đại diện cho phía gia đình nhà gái. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa các vị khách quý đường xa, kính thưa các cụ, quý bà con, cô bác, anh chị em, bạn bè, nam nữ, thanh niên xa gần của hai cháu. Ngày vui, ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu đã được hai cháu tìm hiểu, hai gia đình vun đắp và được hai địa phương, chính quyền của hai huyện Vũ Thư, Hưng Hà thống nhất cho phép gia đình đứng ra tổ chức lễ vu quy cho các cháu. Tại điểm cầu nơi xuất phát, được phép của gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý các cụ, các ông, các bà, anh chị em, bạn bè, nam nữ, thanh niên ra gần đã dành một thời gian vàng son quý báu của mình tới chung vui với lại gia đình chúng tôi, mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Giờ và thời gian tổ chức cho các cháu lễ vu quy cho các cháu tại gia đình nhà trai, thay mặt cho gia đình nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý các cụ, các ông, các bà và anh chị em, bạn bè thân thiết của các cháu tạo điều kiện thời gian, dành một thời gian ngắn cùng với lại gia đình chúng tôi tiến chân cháu về làm dâu ở khu vực huyện Vũ Thư, Thái Bình. Xin trân trọng kính mời và cảm ơn toàn thể quý vị.
Dạ vâng, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quả thật đúng là người mộc mạc thì nên hay gọn. Chọn một lời thì bác cũng dặn từng câu. Trước là mừng rể, sau mừng dâu. Sau rồi bác cũng có mấy câu dặn dò. Rể hiếu chúc trọn nghĩa cả, sau hiền thiết hạnh thì vẹn tình chung. Yêu nhau thì giữ chọn hai câu đó, phấn đấu cho đời sớm nở hoa. Bác cùng lễ vô quy chúc thật thà, chúc cho bạn sống trăm tuổi. Trăm tuổi mà trông vẫn không già. Muốn có kinh tế tăng gia, sinh đẻ kế hoạch tới khi đầu lòng. Chồng còn son, vợ còn son, chung tay xây dựng nước lon mạnh giàu. Thức hối quát nâng cổng thì vẫn còn yêu. Hôm nay cô chú quý vị, anh chị cũng như bạn về đây, hai nhân ấy của gia đình nhà gái nhà cô Du Phương Thảo của chúng tôi là sự cảm ơn, là sự biết ơn chân thành nhất. Để rồi kính thưa quý vị, đố ai thì đếm được lá rừng, mà đố ai biết được họ từng yêu nhau. Đố ai đảm chè thuốc đã say, để nói sao cho hết lời chia tay. Bây giờ ra về chủ khách ngẩn ngơ. Tôi tình người ơi, người ở đừng về, người về em chẳng cho về. Em giữ vật áo, em để câu thơ. Và có lẽ vì điều kiện thời gian không cho phép, Lê Vũ Quy mời phúc chúc tương lai của hai em Phương Thảo và Trung Đức của chúng tôi xin được phép dừng tại đây. Và cũng không biết nói gì hơn, xin kính chúc cho chiếc xe mang biển số hạnh phúc của hai bên gia đình trên đường trở về quê hương mảnh đất Việt Thuận Vũ Thư tổ chức lễ tạ ơn mừng hạnh phúc. Chúc tương lai cho em được canh thông thuận lợi, được thường nổ bình an cũng như được căng tràn hạnh phúc. Thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn và cảm ơn. Chân hai cung nỉ, tay dù hồng lâu.
thưa các anh, các chị cùng các bạn. Vâng, tháng năm đi qua, tháng sáu lại về, nắng vàng vẫn trải khắp miền quê. Ta nghe đâu đó chiều cuối hạ, hạnh phúc ngọt ngào của đôi lứa hôm nay bỗng vọng về. Vâng, thật tuyệt vời. Trong một buổi trưa cuối hạ, một buổi trưa cuối hạ ấy, mây lành nắng trải, chan chứa tình người tràn đầy ý thơ, và cũng là một cái dấu ấn của cuộc đời hai bạn trẻ Trung Đức và Phương Thảo. Cuộc đời của họ như quyển vở đã sang trang, bởi ngày hôm nay họ tay trong tay ngồi bên nhau kết với Tô Xuyên và anh em chúng tôi, những người đến từ trung tâm kỹ thuật âm thanh ánh sáng trang trí mỹ thuật của trung tâm ban nhạc trẻ sông quê Đắk Long Việt Thuận, được là những con ong mang mật ngọt cho đời, là những người thọ xây nhịp cầu hạnh phúc cho những lứa đôi, để rồi nhận lời mời của gia đình nhà trai, nhận lời mời của chú rể Trung Đức, anh em chúng tôi được trở về với dải đất lúa của quê hương Việt Thuận bên bờ con sông Hồng thắm đỏ phủ sa, về với tòa lâu đài tình ái tráng lệ của gia đình nhà trai, để cùng với cô bác anh chị và các bạn chúng ta chúc mừng cho mối tình thủy chung trọn vẹn đẹp đẽ sắc son của hai bạn Trung Đức và Phương Thảo trưa nay. Vâng, thưa cô bác anh chị cùng các bạn, với các hương vị ngày cưới là những ly nước chè xanh tỏa khói, những điếu thuốc lá thơm đậm tình xuyên mới, miếng trầu vàng lên nghĩa vợ chồng, chúng ta hãy cùng nhau hút điếu thuốc lá thơm cho hồng môi chú rể, ăn miếng trầu vàng để mọc má cô dâu, và hãy cùng chúng tôi kết mối tơ duyên cho em buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu tân khách, thưa cô bác anh chị và các bạn, trong ngôn ngữ ca dao của người Việt Nam xưa có một câu rằng: con chim khôn thì tìm nhánh tìm cành, còn gái ngoan em tìm chốn trai lành gửi thân. Xin thưa cô bác xa gần, người xưa nói đúng mười phân vẹn cả mười, bởi từ giải đất lúa của làng quê Việt Thuận chúng tôi đã sinh ra một chàng trai thanh tú, đó là chú rể Trung Đức. Và từ mảnh đất thùng dũng của quê hương Hương Hà đã sản sinh ra một người con gái đẹp như bông hồng tiêu sa và tráng lệ của mùa xuân, đó là cô dâu Phương Thảo. Trên con đường lao động và lập nghiệp, họ đã bén duyên nhau từ cái tình bạn chân thành và trong sáng. Rồi trái tim tình yêu của họ đã bừng lên sóng tình, họ trao gửi cho nhau lời yêu thương ngọt ngào đầm thắm. Lần đầu tiên bén duyên của người con gái quê hương xứ sở Hưng Hà, chàng trai lúa của làng quê Việt Thuận nói với Phương Thảo rằng: em ơi, anh là một nửa vầng trăng, anh đã đi tìm nửa vầng trăng còn lại. Phương Thảo nói rằng: anh ơi, cái nửa vầng trăng còn lại chắc chắn rằng là em. Và họ đã tạo nên một vầng trăng tròn vành đến trinh nguyên. Thưa các bác anh chị của các bạn, ngoái đầu nhìn lại, mấy ngày nào họ gặp nhau, hôm nay đã qua rồi những ngày họ thầm thương trộm nhớ, đã qua rồi những đêm họ trăn trở nhớ thương, đêm nằm lưng chằng bén giường chỉ mong trong sáng ra đường gặp nhau. Buổi trưa ngày hôm nay, con sông quê chàng trai trẻ Trung Đức bắc nhịp cầu để đón Phương Thảo về. Em mặc váy áo cô dâu, chiếc nón trắng che ngang đầu, ngồi cạnh bên hôm nay Trung Đức được làm chú rể. Hạnh phúc của họ bình dị ngọt ngào là thế, trải qua một quá trình tìm hiểu, và để rồi ngày hôm nay được sự công nhận của chính quyền cơ sở, đã sinh thành hai bạn trẻ Trung Đức và Phương Thảo, được sự đồng thuận của hai bên gia đình, sự vun đắp của bà con cô bác bốn họ gần xa, cho trung tâm trường cưới của gia đình chúng tôi giờ này bừng lên chữ song hỷ muôn màu rực rỡ. Đó hoa tươi đẹp ý lòng người, khói thuốc hút trời dòng hò thoang thoảng, phòng cưới tặng em muôn màu ánh sáng, chan chứa tình người tình cảm bốn họ đôi bên. Đến với các bác anh chị các bạn buổi trưa ngày hôm nay, trung tâm ban nhạc trẻ sông quê Việt Thuận với sự chỉ đạo âm thanh Quang Đắc, trang trí mỹ thuật Minh Lý, ánh sáng Hải Long, chỉ đạo âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Tiến Lực. Chỉ đạo toàn bộ chương trình nghệ thuật buổi trưa ngày hôm nay, Tuấn Hà. Đồng hành cùng với Tuấn Hà là hai dành với chúng tôi. Và Tuấn Hà muốn nói rằng những chàng trai cô gái đang sở hữu hàng triệu chiếc điện thoại thông minh, hãy đồng hành và hướng ống kính về phía sân khấu để chúng ta tác nghiệp bắt đầu bước vào nhịp cầu âm nhạc. Và giờ này cho phép Tuấn Hà thay lời cho anh chị em diễn viên trong đoàn gửi tới các bác anh chị các bạn lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc đôi tân lang của tân nương của chúng ta trăm năm hạnh phúc. Và nhịp cầu âm nhạc của tôi xin được bắt đầu. Lời đầu tiên cho phép Minh Nguyệt xin gửi tới quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để mở đầu trang văn nghệ chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, xin gửi tới quý vị một sáng tác của sĩ Phan Lạc Hoa với tựa đề Tổng Anh Quan Núi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
sự cổ vũ rất là nhiệt tình của các con cô bác, các nhà các chị các bạn đã dành cho Minh Nguyệt. Và một lần nữa thì Tân Hà cũng cảm ơn Minh Nguyệt đã thể rất thành công ca khúc Tàu Anh Con Núi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Vâng, thưa các bác anh chị các bạn, giờ phút này thì là vào phút rất trọng đại của đôi Tân Lang Tân Nương. Tân Hà muốn mời nhiếp ảnh gia Sơn Hội anh hướng kính về phía sân khấu của chúng tôi, và các chàng trai thanh như có ngay lịch, chúng ta hãy hướng ống kính điện thoại của mình ở phía sân khấu để chuẩn bị bước ghi cho chúng tôi những bước tiếp theo, những quy định tuyệt vời của chương trình hôm nay. Vâng, thưa bà con cô bác, thưa các chị của các bạn, có lẽ nói rằng cái trái ngọt hạnh phúc của hai em này chúng tôi buổi trưa ngày hôm nay, một mối tình thơ mộng và tuyệt vời. Để có được cái trái ngọt hạnh phúc ấy, hãy cho phép Tuấn Hà nghìn lần cảm ơn đất mẹ Thái Bình bao dung và mảnh đất quê hương ấy mênh mang sóng lúa đã dệt nên mối tình thơ mộng cho đôi lứa hôm nay. Và tình yêu của họ là cả một nghệ thuật thật tuyệt vời. Để có được cái trái ngọt ấy, nghệ thuật này thì Tuấn Hà nói xin lỗi các bác Hương Hà, Tuấn Hà không phải là nghe trộm. Nhưng bất ngờ một lần Tuấn Hà nghe được hai em họ tâm sự với nhau, họ thề non hẹn biển rằng: em ơi, anh sẽ vì em gom thơ thành lâu đài tình ái, kết lầu hoa bằng hai trái tim hồng, bởi chúng mình cùng sinh ra bên những dòng sông có sóng lúa mênh mang trải dài trong nắng. Và tình yêu của anh dành cho em đậm thắm như những đóa hoa hồng. Đúng vậy, tình yêu của họ đẹp như muôn vạn những cánh hoa. Để giờ này anh trao nhẫn cưới, em sẽ là cô dâu. Vâng, một phút hình tuyệt vời được ghi vào ống kính của các nhiếp ảnh gia, đó chính là hình ảnh đôi Tân Lang Tân Nương họ trao nhau kỷ vật đời cưới. Bây giờ xin mời hai bạn hãy đứng dậy. Vâng, hai em chúng tôi đang trao nhau kỷ vật ngày cưới, và tuyệt vời hơn thế nữa, đầm thắm hơn thế nữa, đó là cái gì các bác ơi, các bạn trai ơi, các bạn gái ơi, có phải chăn đó là nụ hôn đầu đời đầm thắm trước đôi môi của họ? Hãy cùng Tân Hà nói một câu thật to rằng hãy hôn nhau đi. Vâng, và hãy bàn lên chàng trai trẻ chung với nhau. Rồi, xin một tràng tay các bác ơi. Bước lên phía trước bàn mà chúng tôi đang để rượu vang và bánh phu thê. Chào tượng trưng, trước hết thì bây giờ các em bật đến lên. Vâng, chúng tôi xin một tràng tay tuyệt vời cho chị này ạ. Vâng, sau khi hai mấy bước sang bàn, chúng tôi để bàn đưa lên tầng trước, hai đi lên được nhà này của tôi buổi trưa hôm nay. Vâng, được rồi, phương. Tân Hà muốn nói với cô dâu chia sẻ là hai bạn để lại cho tôi một nửa chai. Một nửa chai rượu này hai em sẽ cùng rót vào bốn chiếc ly chúng tôi đang để ngay bên cạnh. Vâng, chai rượu vang. Tiền lên đỡ cho bé cho bạn ơi. Vâng, chén nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn thì chảy ra mãi mãi, còn núi Thái Sơn thì vững chãi ngàn đời. Vâng, đó chính là đạo hiếu của những người làm con, vâng, với những bậc sinh thành. Vâng, câu ơn. Vâng, và bây giờ còn lại hai ly rượu, hai bạn hãy nâng lên. Xin mời ông đứng sang bên này một chút ạ. Chào mừng ngày phúc nữ đôi của chương hôm nay, và một tràng pháo tay rất tuyệt vời trên ngày của chương hôm nay. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bà con cô bác, các anh các chị các bạn rất nhiều. Vâng, và cho đến bây giờ thì chúng tôi lại một lần nữa xin trân trọng và kính mời đôi Tân Lang Tân Nương trở lại vị trí của mình. Kính mời sang thân các chị và các bạn, sóng nước mênh mang để cho con thuyền tình neo đậu, gió nhẹ lướt trên tòa lâu đài tình ái tráng lệ và nguy nga, để chúng ta hai em chúng tôi một nhà. Họ nắm tay nhau hát khúc dân ca như lời người quan họ rằng đã yêu nhau thì người ơi hãy nhớ, biết hẹn lại lên người ở đừng về. Vâng, đúng vậy, yêu nhau rồi biết hẹn lại lên, để cho con đường quốc của quê hương Việt Thuận chúng tôi hôm nay trải nắng Hà vàng rực rỡ, đón gót chân tơ của người con gái Hương Hà về Việt Thuận làm sâu. Bởi một cái lẽ thật đơn giản ấy mà hôm nay tình cảm đậm đà muốn họ một nhà mừng hạnh phúc nữa đôi. Giờ này gia đình nhà gái sẽ có đôi lời cảm ơn tình cảm của mọi người là đây. Lúc này Tuấn Hải không đón nhận lời phát biểu sâu sắc của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Vâng, kính mời đại biểu của gia đình nhà gái.
Kính thưa các cụ, quý bà con, cô bác, anh chị em, nam nữ sanh như niên xa gần của hai cháu, kính thưa toàn thể hồi hôn, trong quá trình tìm hiểu xây dựng hạnh phúc trăm năm của hai cháu Đức, cháu Thả, được sự quan tâm của hai địa phương và hai gia đình, hôm nay việc tổ chức trăm năm hạnh phúc cho các cháu được gia đình hai cháu đứng ra tự tổ chức. Điểm đi đón dâu thì đã qua, đích dâu về thì đã đến. Chính thức giờ này, gia đình nhà gái chúng tôi xin được trao gửi cháu Thảo về làm dâu con của quý các cụ, các ông, các bà và của quê hương Việt Thuận. Là dâu con trong phạm vi gia đình, về phong tục, tập quán, có điều gì chưa thật là thoải mái, chưa thật là theo đạo nghĩa trong gia đình, kính mong quý các cụ, công các bà và trong gia đình tạo điều kiện dạy bảo giúp đỡ cháu Thảo sớm là dâu hiền trong của các cụ, công các bà. Thay mặt cho đoàn gia đình nhà gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình nhà trai đã đón tiếp họ gia đình nhà gái chúng tôi thật là lồng ấm với tình cảm hai gia đình như một. Xin phép được ngừng lời, chúng tôi xin kính chúc quý các cụ, các ông, các bà với cả toàn thể gia đình và hội hôn chúng ta mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, đúng là lời vàng, ý ngọc sâu xa. Ông chúc cho tình cảm thông gia phải là đầu chứ chung thủy, hai em đừng có nhạt phai. Phía trước của hai em là cả một con đường đang bừng lên ánh sáng tương lai. Vẫn biết rằng đường đi của hai em còn rất là dài. Ông mong rằng hai em cùng nhau ghé vai gánh vác. Vâng, đó chính là nội dung phát biểu rất sâu sắc của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, khi cho tôi tạm chia tay với lời phát biểu của gia đình nhà gái buổi trưa ngày hôm nay, thì một lần nữa Tấn Hà lại mời nhiếp ảnh gia Xuân Hội hướng kính về phía sân khấu của chúng tôi để ghi cho chúng tôi những thước phim, những phần hình tuyệt vời tiếp theo. Thưa cô bác, anh chị và các bạn, hôm nay cái trái ngọt hạnh phúc của Trung Đức và Phương Thảo đã đến tay trong tay để có được trái ngọt ấy. Tuấn Hà xin nghìn lần cảm ơn các bà, các mẹ, các chị, những người phụ nữ của quê hương Thái Bình nói chung, đặc biệt là hai bà mẹ của cô dâu chú rể nói riêng, những người phụ nữ đã tỏa nắng vàng cho lịch sử, nắng cho đời và nắng cả cho thơ. Thưa cô bác anh chị cùng các bạn, đúng vậy, bởi có đại dương nào mênh mông được như lòng mẹ, có núi cao nào sánh được với công cha, cha mẹ nuôi con bao tháng ngày vất vả. Nhưng hôm nay trên môi mẹ nở nụ cười khi hạnh phúc của con mình đầm thắm như muôn vàn nước sắc hoa. Suốt cuộc đời tần tảo, hôm nay bà dành cho con một chút quà nho nhỏ trong ngày hạnh phúc của hai con mình. Giờ này Tuấn Hà trân trọng kính mời. Con nào dâu yêu quý của mình một nụ hôn đầm thắm đi bà. Vâng, rất tuyệt vời. Và Tuấn Hà đã nhìn thấy một loạt nước mắt lên chị. Vâng, và bây giờ thì xin mời bà trở lại với vị trí của mình. Còn cô dâu chú rể thì hai rể tuổi cụ cũng đã rất cao. Nhưng vâng, và Tuấn Hà xin một tràng pháo tay thật to cho hình ảnh của tôi buổi trưa nay ạ. Bà nội chú rể để dành cho hai em chúng tôi buổi trưa hôm nay là một món quà thật ý nghĩa để chúng tôi được đón nhận những tình cảm tiếp theo. Trần Sang thì hai cụ nói rằng là cháu nào ông bà cũng quý cũng thương, nhưng nay hai cụ đã rời xa quê hương lâu rồi, và di nguyện của hai cụ là một chút quà nho nhỏ thôi để mong hạnh phúc cho Trung Đức khi hai cháu kết đứa đôi mặn. Đó chính là tình cảm đằm thắm mặn mà của ông bà ngoại dành cho đôi tân lang tân nương. Và xin mời cháu Đức Tôn, xin mời anh Tuấn hãy thực hiện chương trình này. Vâng, một tình cảm thật cảm động, chúng ta xin một tràng pháo tay nữa. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của anh chị Văn Hiền rất là nhiều. Và chúc phúc cho ngày hạnh phúc của hai em xin gửi tới quý vị, gửi tới các bác, các anh, các chị và các bạn. Chúc phúc cho ngày vui hạnh phúc của hai em qua một sáng tác được mang tên Đám Cưới Trên Mây Quê.
Thưa quý khách thân mến, buổi trưa Hà Vàng xôn xao bao nỗi nhớ, gió xôn xao để sóng nhẹ xua bờ, và để rồi buổi trưa ngày hôm nay tình duyên của đôi lứa đã dệt thành thơ. Vâng, đúng vậy, những câu thơ, những khúc nhạc tình là những lời phát biểu sâu sắc của gia đình nhà trai. Vâng, bây giờ thì Tuấn Hà hạnh phúc được đón nhận lời phát biểu sâu sắc của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Hồi hôn, kính thưa các cụ, các ông, các bà và cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ, thanh niên của hai bên gia đình, tám họ kính mến. Đúng, thật là hạnh phúc trăm năm, hạnh phúc nhà. Hai cháu sinh ra và lớn lên cùng một giải đất Thần Nông, Thái Bình, Yêu Vi. Hai cháu trong quá trình tìm hiểu và đã yêu thương nhau cũng như được hai bên gia đình và họ hàng nhất trí. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình, họ nhà trai cũng như gia tộc của chúng tôi làm lễ kết hôn hạnh phúc trăm năm cho 26 với sự hiện diện của quý cụ và các ông, các bà trong buổi lễ ngày hôm nay. Tôi thay mặt cho họ hàng và gia tộc xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các vị và chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Cuối cùng xin kính chúc toàn thể các quý vị có một sức khỏe dồi dào và thành đạt. Xin kính chúc. Biểu rất chân tình ấm áp, ông cảm ơn tình cảm của bà con cô bác bốn họ đôi bên, cảm ơn các bạn nam nữ thanh niên đã về mừng hạnh phúc cho đôi lứa nên duyên vợ chồng, và ông cũng mong rằng bà con bốn họ cảm thông, nếu như gia đình nhà trai chúng tôi còn có gì thiếu sót thì chúng ta hãy thể lòng bỏ qua. Một lần nữa thì Tuấn Hà xin được cảm ơn lời phát biểu sâu sắc của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, chia tay với lời phát biểu sâu sắc của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai buổi trưa ngày hôm nay, quay trở lại với giai điệu tình yêu ngọt ngào đằm thắm như khúc tình ca của hai em chơi buổi trưa ngày hôm nay. Tuấn Hà nói tới một chàng trai đẹp trai, thanh lịch và một nhân vật cũng rất đặc biệt, đó chính là chú ruột của cô dâu. Vâng, xin mời chú Luyện hãy dành tình cảm đậm đà của mình cho ngày phúc của cháu mình một ngàn nhân duyên bằng một ca khúc hết sức tuyệt vời của chương trình này. Và Tuấn Hà muốn nói rằng một trong các tay dành cho chú nhiệt tình của MC. Lần đầu tiên cho phép gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các cô công, các bà, cô dì, chú bác, anh em bạn bè, nam nữ thanh niên của hai cháu trong hôn trường hôm nay. Một lời chúc thân thương và lòng nhiệt huyết ạ. Có lẽ là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu ở Việt Thuật này nó hơi run. Thôi có gì mong tất cả quý hồi hôn của 20 tỉnh thành thông cảm. À, xin một tràng vô tay ạ. Và để tiếp theo chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc của hai cháu hôm nay, chú có sẽ xin gửi tặng hai cháu một ca khúc hát về quê hương Thái Bình mà chú luôn luôn đem theo ở tất cả các địa phương trên đất nước mỗi khi chú có mặt. Ca khúc mang tựa đề hát về cây lúa hôm nay ạ. Xin tất cả cùng thưởng thức ạ. Tôi hát bài ca về quê hương.
trong mưa cho quê nhiều. À, thưa bà con cô bác, thưa các anh, các chị, các bạn, với ca khúc hát về cái lúa hôm nay cũng kèm theo một lời chúc phúc cho cô dâu chú rể, và tất cả chúng ta ngồi đây hãy cùng dành cho đôi tân lang tân đương lời chúc phúc. Vâng, chúng ta hãy chúc cho họ trăm năm đầu bạc tình viên mãn, đầu xuân lập tiết quý tử bồng. Vâng, và đúng như lời của chú Luyện cũng như mọi người chúc, thì Tuấn Hà cũng muốn nói rằng là hôm nay thì hai em chúng tôi họ mở cửa phòng loan, bằng giờ sang năm thì hai em sẽ có bé ngoan chào đời. Bật mí các bác quê hương Việt Thuận một tí thôi.
các bác hình hà thì biết cô dâu nhà mình rồi, đúng không ạ? Con là không dám nói tới, nhưng mà các bác ở Việt Thuận ạ, cô dâu xinh gái là có cái giọng ru con rất hay. Bây giờ thì Tuấn Hà xin mời Phương Thảo em bước lên sân khấu, em hãy ru thử một câu cho bà con ở quê hương Việt Thuận nghe cái giọng ru con mượt mà của em xem nào. À, cô cũng không lên là ru hộ gì. Hãy